Trên trang không ngồi. Phát chưa đấy? Hello, hello mọi người này. Ai đang xem comment đây nào? Ai đang xem chia sẻ nhiệt tình để vào nhận quà mọi người nhá. Của mình hình như không chia sẻ được thì bạn. Ai đang xem comment đấy nào? Ai đang xem chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên giúp em nào? Mỗi người, ai đang xem mỗi người chia sẻ cho em một like đi ạ. Mỗi người chia sẻ cho em nhiệt tình 10 lần đến hội nhóm, 2 lần đến trang cá nhân vào đây ghi tên nhận quà nhá. Mỗi người sẽ được tặng một phần quà nhá. Ai mà được ghi tên là đều được tặng quà mọi người nhá. Mỗi người chia sẻ giúp em đi ạ. 7 người đang xem nhá. Mỗi người chia sẻ giúp em một 10 lần đến hội nhóm, 2 lần đến trang cá nhân vào đây ghi tên nhận quà nhá. Quà là một, mỗi người sẽ được một phần quà nhé. Xin chào Thùy Dương này. Mỗi người chia sẻ cho em một 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân vào đây ghi tên nhận quà nhé. Xin chào 14 người đang xem này. Xin chào 14 người đang xem. Xin chào Mai Kim này. Xin chào Tố Kim Vàng này. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em nhé. Chia sẻ lên các hội biển lớn nhóm này. Chia sẻ và các bạn với nick Dung Nhi nhá, ở chế độ xem trước nhá, để vào đây ghi tên tặng quà nhá. Thúy Tú xin chào Thúy Nga, xin chào Kim Nhân này. Xin chào 18 người đang xem này, mỗi người dành ra một phút chia sẻ giúp em nhé. Mỗi người dành ra một phút chia sẻ nhiệt tình giúp em ạ. Đấy. Mỗi người dành em một phút chia sẻ giúp em nào. Chia sẻ nhiệt tình vào đây ghi tên nhận quà mọi người nhá. Ai mỗi người sẽ được một phần quà nhá, trị giá 250.000 đồng nào. Ai vào nhanh thì quà to, ai vào chậm thì quà bé nào. Mọi người ơi chia sẻ nhiệt tình lên nào. 50 người là bắt đầu em ghi tên tặng quà nhá. Mỗi người sẽ được ghi tên một tờ tiền để tặng quà, cực kỳ may mắn mọi người nhá. Ai mà chưa được ghi tên là không may mắn đâu ạ. Mỗi người được ghi tên lên tờ tiền này là được một phần quà trị giá 500.000 đồng nhé mọi người nhé. Mỗi người dành cho một phút chia sẻ giúp em ạ. Mỗi người dành cho một phút chia sẻ giúp em 10 lần lên các hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân inbox cho bên em chụp màn hình và nhận quà nhé. Mọi người ơi, mọi người hãy kết bạn với nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước vào đây comment là được quà mọi người nhé. Xin chào 27 người đang xem này. Xin chào Hạ Vi này. Xin chào Hân Xuân Nguyễn này. Xin chào 29 người đang xem. Mỗi người dành ra một phút đi ạ. Mỗi người dành ra một phút chia sẻ giúp em nhé. Mỗi người dành ra một phút chia sẻ giúp em nhé. Một phút nữa bắt đầu em ghi tên tặng quà mọi người nhé. Ai mà muốn được nhận quà thì chia sẻ mạnh mẽ, chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân vào đây ghi tên là được tặng quà. Mỗi người được một phần quà trị giá 500.000 đồng mọi người nhé. Ai chưa được nhận quà bao giờ thì hôm nay vào đây vào cái livestream của em là được nhận quà mọi người nhé. Ai chưa được nhận quà thì vào ạ. Ai chưa được nhận quà thì comment lên đã chia sẻ cộng quà để ghi tên nhận quà mọi người nhé. Phần quà trị giá 500.000 đồng mọi người nhé. Ai chưa có quà nào? Ai chưa có quà thì chia sẻ này. Nhấn chế độ xem trước ở nick Facebook Dung Nhi này, vào đây ghi tên tặng quà rồi chụp màn hình chia sẻ thành công inbox cho bên em là có quà nhé. 42 người đang xem rồi, mỗi người dành cho một phút chia sẻ giúp em nhé. Mỗi người dành cho một phút chia sẻ giúp em nhé. Trước khi em ghi tên này, mỗi người dành cho một phút chia sẻ giúp em này. Ai chia sẻ đều có quà nhé. Ai mỗi người chia sẻ này, chụp màn hình inbox gửi về nick Facebook Dung Nhi này, nhấn chế độ xem trước là có quà. Xin chào Nguyễn Diệp Phi, chia sẻ mạnh mẽ nào mọi người. Mỗi người dành cho một phút nhé, một phút chia sẻ giúp em này ạ. Mỗi người sẽ được một phần quà trị giá 500.000 đồng nhé. Nếu mà ai muốn có quà thì chia sẻ mạnh mẽ lên mọi người nhé. Đúng 50 người xem là bắt đầu em ghi tên tặng quà này. Đúng 50 người xem là em ghi tên tặng quà nhé. Ai chưa có thì comment nhanh này. Ai chưa có thì chụp màn hình inbox này gửi về bên em này. Ai chưa có thì nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhé. Ai chưa có quà nào chia sẻ mạnh mẽ lên. Dành 1 phút nữa thôi ạ. 1 phút chia sẻ cho mọi người nhé. Xin chào Trịnh Hương Giang. Trịnh Hương Giang ơi, chia sẻ giúp đi nha. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ đi ạ. 1 phút chia sẻ rồi bắt đầu vào đây ghi tên tặng quà nhé. Mỗi người sẽ được một tờ tiền 500.000 đồng trị giá nhé.
tương ứng với một món quà mọi người nhá. Ai mà muốn có quà thì vào đây comment này, chia sẻ này, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhá. Ai chưa có quà nào bắt đầu nhá, bắt đầu em ghi tên tặng quà này. Ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nào. Ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nhá, bắt đầu em ghi tên tặng quà này. Ai chưa có quà comment đến này đã chia sẻ cộng quà nhá, bắt đầu em ghi tên tặng quà nhá. Huỳnh Lan Anh này, Huỳnh Lan Anh có quà nhá, Huỳnh Lan Anh ơi em có quà rồi này, Huỳnh Lan Anh đã có quà nhá. Ai chưa có quà này, ai chưa được ghi tên tặng quà này, ai chưa được ghi tên tặng quà thì chia sẻ cái livestream này này, chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân này, nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi nhá, vào đây ghi tên cộng, ghi tên là có quà nhá. Ai chưa có quà comment này đã chia sẻ này, chia sẻ 5 lần với mẹ sữa rồi này, thank you Hồng Yến Diệp Phi này. Mỗi người dành được 1 phút chia sẻ đi ạ, chia sẻ để vào ghi tên những quà nào. Bây giờ ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà này. Huỳnh Lan Anh em có quà rồi nhá. Xuân Hân Nguyễn em có quà nhá. Xuân Hân Nguyễn em đã có quà này. Thùy Dương đã có quà này. Thùy Dương em có quà nhá. Còn ai chưa có quà comment nhanh lên nào. Ngân Kim em có quà nhá. Ngân Kim em có quà, xin chào anh Nguyễn Hùng này. Ngân Kim em có quà này. Ai chưa có quà comment đến nhá. Ai chưa có quà thì chia sẻ cái livestream này mạnh mẽ lên để vào đây ghi tên nhận quà nhá. Mỗi người sẽ được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng nhá. Ai chưa có quà thì comment đến, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nhanh tay nhá. Chia sẻ nhanh tay để vào đây ghi tên nhận quà nhá. Ai chưa có quà thì chia sẻ nhanh tay vào đây ghi tên nhận quà này. Ngân Kim em có quà rồi này, Thùy Dương em có quà này, Trịnh Thu Nguyên có quà này. Ai chưa có quà thì comment lên nhá. Ai chưa có quà thì chia sẻ nhiệt tình nhá. Nguyễn Lan Hương em có quà này. Lan Hương em có quà rồi nhá. Còn ai chưa có quà thì chia sẻ này. Ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nào. Ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà nhá. Tây Dâu em có quà này. Tây Dâu em có quà nhá. Tây Dâu đã có quà này, Nguyễn Kim Ngân đã có quà này, chị Thu Yên đã có quà. Bây giờ ai chưa có quà comment cho em đã chia sẻ cộng quà mọi người nhá, đã chia sẻ cộng quà nào. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ này, chụp màn hình chia sẻ thành công 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân mọi người nhá. Nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi nhá. Xin chào tất cả mọi người này, xin chào 42 người đang xem này, chào Nguyễn Thúy An này. Bảo Vân em có quà nhá. Bảo Vân đã có quà nhá. Mình like một like rồi, nhưng bây giờ like thêm một like nữa nhá. Nguyễn Diệp Phi nhá. Hạ Vi em có quà này. Hạ Vi đã có quà này. Ai chưa có quà thì comment lên nào. Ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà này. Bảo Vân em có quà này. Bảo Vân đã có quà nhá. Phương Nguyễn em chia sẻ rồi, ok nào. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ này, nhấn chế độ xem trước này, nick Facebook Dung Nhi vào đây ghi tên là tặng quà này. Ai chưa có quà thì chia sẻ, ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà nhé. Ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà, vào đây ghi tên nhận quà nhé. Còn ai chưa có quà nào, Cường Còi có quà này, Cường Còi có quà này, Cường Còi có quà này. Còn ai chưa có quà nào, còn ai chưa có quà nào, Gia Linh em có quà nhé. Gia Linh ơi em đã có quà này. Còn ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà này. HG Phi Nguyễn có quà nhá. Phi Nguyễn em có quà này. Còn ai chưa có quà comment thế nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình thế nào. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ, 62 người đang xem này. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ giúp em, 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi chế độ xem trước nhá. Đỗ Ngọc Ánh em có quà này. Đỗ Ánh em có quà nhé. Đỗ Ánh em có quà nhé. Xin chào Đoàn Trịnh này. Xin chào 55 người đang xem nhé. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ giúp em nè. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ giúp em, 2 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân. Chụp màn hình inbox cho bên em vào đây ghi tên tặng quà nhé. Ai chưa có quà, ai chưa có quà chỉ cần comment đã chia sẻ cộng quà nhé. Đã chia sẻ cộng quà nào. Ai chưa có quà nào, Hồng Thắm em có quà nhé. Hồng Thắm có quà nhé. Hồng Thắm ơi em có quà nhá. Ngọc Mai em có quà nhá. Ngọc Mai có quà này. Còn ai chưa có quà này.
À, Đoàn Trịnh có quà nhé. Đoàn Trịnh ơi, bạn được quà rồi nhé. À, với điều kiện chia sẻ nhiệt tình lên nào, chia sẻ 20 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân nhé. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhé. À, ai chưa có quà comment lên nhé. Ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà này. Trang Tuyến em có quà nhé. Trang Tuyến có quà nhé. Còn ai chưa có quà comment lên cho em ạ. Còn ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà. À, Ngọc Duyên em có quà này. Ngọc Duyên có quà này. Ai chưa có quà chụp mà ai chưa có quà thì chia sẻ chụp ảnh màn hình inbox về cho bên em để vào đây ghi tên nhận quà nhá. Còn ai chưa có quà này, Kim Ngân này. Kim Ngân có quà nhá. Diệp Phi nhá, Nguyễn Diệp Phi có quà nhá. Diệp Phi có quà này. Ai chưa có quà, ai chưa có quà thì chia sẻ chụp màn hình vào đây ghi tên nhận quà rồi inbox cho bên em nhá. Ai chưa có quà thì chia sẻ mạnh mẽ lên này. Xin chào Kim Tiến, chào 71 mọi người đã xem này. Mỗi người, những ai vào sau này, mỗi người chia sẻ nhiệt tình cho em ạ. Chia sẻ 10 lần đến hội nhóm, 2 lần đến trang cá nhân, chụp màn hình vào đây ghi tên tặng quà và inbox cho bên em nhé. Mọi người ơi, mỗi người Mọi người ơi, sẽ được một phần quà trị giá 500.000 đồng này. Mỗi người chỉ dành cho em 1 phút chia sẻ nhiệt tình cái livestream này lên nào. Chia sẻ nhá, nhấn xem trước, chế độ xem trước ở nick Facebook Dung Nhi nhá. Hồng Trần có quà này. Hồng Trần có quà này. Hồng Trần ơi, mà có quà rồi nhá. Xin đừng hỏi có quà này. Xin đừng hỏi này. Xin đừng hỏi có quà rồi nhá. Ai mà chưa chia sẻ thì chia sẻ nhiệt tình lên đây, vào đây ghi tên tặng quà nhá. Vũ Mai này. Vũ Mai em có quà này. Vũ Mai có quà rồi nhá. Đàm Thị Yến Nhi này. Yến Nhi em có quà nhá. Yến Nhi ơi, em có quà này. Gái Út có quà này. Gái Út có quà này. Còn ai chưa có quà comment nhanh lên nào. Còn ai chưa có quà comment nhanh lên nào. Nhữ Văn Đoàn có quà này. Nhữ Văn Đoàn này. Nhữ Văn Đoàn có quà này. Quỳnh Anh Nguyễn này. Anh Nguyễn có quà này. Anh Nguyễn có quà này. Còn ai chưa có quà comment nhanh lên này. Huyên Huyên có quà này. Huyên Huyên có quà này. Huyên Huyên này, bạn có quà này. 77 người xem này, 81 người xem rồi này. Mỗi người dành một phút chia sẻ nhiệt tình với mọi người nhá. Chia sẻ 20 lần hội nhóm này, 2 lần lên trang cá nhân này. Các bạn đến nick Facebook Dung Nhi và nhấn chế độ xem trước nhé. Vào đây ghi tên để nhận quà nhé. Ai chưa có quà thì phải chia sẻ nhiệt tình lên thì mới có quà nhé. Mỗi người sẽ được một phần quà trị giá 500.000 đồng mọi người nhé. Ai chưa có quà comment đây nào. Ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nhé. Đã chia sẻ nào. Ai đã chia sẻ rồi để vào đây ghi tên nhận quà nào. Bảo Vân có quà này. Bảo Vân có quà này. Còn ai nào? Còn ai chưa có quà comment đấy nào? Ai chưa? Vân Nhung có quà này. Vân Nhung có quà này. Còn ai chưa có quà comment lên này? Lêu Lêu có quà này. Lêu Lêu có quà này. Còn ai chưa có ạ? Phương Nguyễn này. Chia sẻ đi mọi người. Cảm ơn Phương Nguyễn này. Bảo Vân có rồi này. Bé Ly có quà này. Bé Ly có quà này. Gái Út có quà rồi này. Kim Ngân có quà này. Còn ai chưa có quà nào? 115 người nè. Mỗi người dành một phút chia sẻ cho em này. Chia sẻ nhiệt tình này. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước này. Chụp màn hình 20 lần chia sẻ đến hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân này. Inbox cho bên em này. Rồi vào đây ghi tên nhận quà mọi người nhé. Huệ Hoàn có quà này. Huệ Hoàn này. Huệ Hoàn có quà này. 135 người đang xem rồi này. Mỗi người dành một phút chia sẻ cho em này. Gì Thúy Hảo này, Hà Thúy Hảo. Thúy Hảo có quà nhé. Thúy Hảo có quà này. Còn ai chưa có comment đã chia sẻ cộng quà nào. Thúy Hảo có quà này. Huệ Hoàn có quà rồi này. Tạ Quốc Tuấn này. Quốc Tuấn có quà này. Quốc Tuấn có quà này. Mọi người ơi, 145 người đang xem rồi. Mỗi người dành cho một phút chia sẻ nhiệt tình cái livestream này lên ạ. Chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp màn hình inbox gửi cho bên em. Rồi vào đây ghi tên nhận quà và nhớ nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhé. Khi nào được ạ? Mọi người ơi, khi nào mọi người chụp màn hình chia sẻ 20 lần thành công lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp chế độ xem,
nhấn chế độ và theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước rồi và inbox cho bên em vào đây rồi em sẽ gửi quà nhé. Còn ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà nào. À, bố dâu tây này, dâu tây có quà này, bố dâu tây này, Thu Thủy em chưa có này, cho Thu Thủy này, mọi người ơi, mỗi người chỉ dành là một phút chia sẻ để vào đây nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng này. Hôm nay là thứ bảy máu chảy vào tim, em ra nhiệt tình luôn, em tặng nhiệt tình thì mọi người phải chia sẻ nhiệt tình giúp em nhé. Mỗi người chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, nhấn chế độ xem trước ở nick Facebook Dung Nhi nhé. Mỗi người dành là 1 phút chia sẻ cho em, chụp màn hình rồi vào đây ghi tên nhận quà nhé. Có nhiều chị vào đây ghi tên nhưng mà chưa chụp màn hình, chưa chia sẻ cũng sẽ không được nhận quà đâu mọi người nhé. Hương Vi có quà này nhá. Nguyễn Ngọc Ánh có quà này. Còn ai chưa có quà này, Lam Lém Lỉnh có quà này. Còn ai chưa có quà comment đây nè. Ai chưa có quà đã chia sẻ tổng quà này. Ngân Việt Hà có quà này, 186 người đang xem rồi, mỗi người dành 1 phút chia sẻ giúp em nào. Nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi nào. Chụp màn hình chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân rồi vào đây ghi tên nhận quà mọi người nhá. Yến Nhi có quà này, 198 người lên xem mọi người ơi, đẩy cho em 250 view hôm nay em sẽ tặng tất mọi người, không cần điểm danh, ai cũng được quà, mỗi người một phần quà trị giá 500.000 đồng nhé. Mọi người đẩy view lên cho em đi ạ, đẩy cho em 250 view là em tặng bất chấp luôn nhé. Huyền em này, có phải ở lại cuối like, có phải ở lại cuối like nhé, mình chỉ tặng quà không bán hàng nên mọi người bắt buộc phải ở lại mọi người nhé. Còn ai chưa được tặng quà thì comment đã chia sẻ cộng quà nhá. Hối Thị Chiên có quà nhá. Nguyễn Nhi em có quà nhá. Hối Thị Chi có quà nhá. Thị Chi có quà này. Tân Trần em có quà nhá. Ngân Lét em có quà này. Còn ai chưa có quà mọi người ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên ạ. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ giúp em ạ. 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp ảnh những lần chia sẻ thành công phải nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhá. Quà còn rất nhiều quà mọi người ạ. Vậy nên là mỗi người chỉ đẩy cho em 1 lượt view mà thôi ạ. Mỗi người đẩy cho em 1 lần nữa thôi ạ. Lên 200 người em lại ghi tên tặng quà tiếp mọi người nhá. Chia sẻ 300 người để được nhận quà lớn nào. Mỗi người dành cho 1 phút nữa thôi mọi người nhá. Mỗi người dành cho 1 phút nữa. Chia sẻ giúp em cái livestream phải lên 200 người em tặng bất chấp luôn nhá. Bất kể ai cũng được quà nhá mọi người ơi. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ đi ạ. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ này. Chia sẻ 20 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp ảnh màn hình, inbox gửi về bên em. Nhớ nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi để khi nào em livestream sẽ không bị ẩn comment của mọi người nha. Rất nhiều người sẽ bị ẩn comment. Vậy nên mọi người nhớ nhấn theo dõi nick Facebook ở chế độ xem trước mọi người nhé. Nào, tụt view rồi mọi người ơi, đúng rồi, Vũ Mai ơi, tụt view rồi. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ lên cho em ạ. Tạ Kim Hiền, không cần phải để lại số điện thoại nhé, chụp màn hình inbox cho bên mình mới được quà nhé, chứ không phải để lại số điện thoại nhé. Bắt đầu em ghi tên tặng quà tiếp nào. Ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nào. Ai chưa có quà nào. Tớ không bốc thăm đâu Phi Nguyễn nhé. Ai cũng được quà, mỗi người được một phần quà trị giá 500.000 đồng. Mỗi người được tặng một phần quà trị giá 500.000 đồng với điều kiện chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước, chụp màn hình chia sẻ gửi về cho shop để được nhận quà mọi người nhé. Mỗi người chỉ được một phần quà, mỗi người một phần quà trị giá 500.000 đồng. Mỗi người sẽ được một phần quà trị giá 500.000 đồng mọi người nhé. Còn ai chưa có quà nào, ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nào. Ai chưa có quà nào, Thùy Dung Đỗ nào, Dung Đỗ có quà nhá. Ai chưa có quà comment đây là Thành Lùn, con ông kỳ con.
Mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên, mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ nhiệt tình lên nào. Để nhận quà, quà thì cực khủng luôn mọi người ơi. Tiếc gì mà không chia sẻ mọi người. À, Phùng Diệp có quà nhá. Phùng Diệp được quà này, Phùng Diệp này. Phùng Diệp có quà này, đây dấu điểm danh đi chị ơi. Chị không điểm danh em nhá. Ở lại cuối livestream tí nữa chị phải điểm danh, bây giờ vẫn còn sớm em ạ. Ai nào, ai chưa có quà nào? Oppa dễ thương nào? Dễ thương có quà nhá. Oppa dễ thương có quà rồi này. Còn ai chưa có quà? Còn ai chưa có quà comment lên tặng tiền hay là gì, là quà gì chị? Mỗi tờ tiền này tương ứng với một suất quà thì chỉ giá 500.000 đồng mọi nhá, chứ không phải tặng một tờ tiền 500.000 đồng này đâu mọi người nhá. Vậy nên mọi người hãy chia sẻ lên ạ. Chia sẻ để lấy một phần quà trị giá 500.000 đồng này. Mình chỉ ngồi ở nhà và chia sẻ thôi, tội gì mà không chia sẻ phải không mọi người? Chia sẻ để lấy một phần quà 500.000 đồng, ai mà chẳng muốn chia sẻ phải không? Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ đi ạ. Còn ai chưa được quà thì comment đã chia sẻ cộng quà. Nhớ mọi người nhá, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước này. Chụp màn hình chia sẻ thành công, inbox về cho bên em để nhận quà nhá. Còn ai chưa có quà comment lên. Còn ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nào. Còn ai chưa có quà, comment đã chia sẻ cộng quà để vào ghi tên nhận quà nhá. Còn ai chưa có nào, bắt đầu nhá, bắt đầu em ghi tiếp này. Đinh Hữu Vũ này, Đinh Hữu Vũ có quà này. Đinh Hữu Vũ có quà nhá, Đinh Hữu Vũ có quà này. À, em chưa có, Nguyễn Ly em có quà này, Nguyễn Ly có quà này. À, ai chưa có quà, ai mà không muốn xem hay là không muốn gì, nếu mà cảm thấy đào lao thì có thể ra ngoài nhá, ra ngoài nhá. Em cũng không cần những người như thế nhá, nhá. Ai mà cần, ai mà muốn có quà thì comment lên đã chia sẻ cộng quà này. Phương Nguyễn có quà này, Phương Nguyễn có quà này, Phương Nguyễn có quà này. Trần Việt Cường con điên, con điên mà biết cầm tiền, vì ghi tên anh Trần Việt Cường ơi. Anh có thấy 120 mấy người đang xem không? Có anh điên đấy, có mày điên đấy, bố cái thằng dở người. Tiền âm phủ, tiền âm phủ, anh ơi anh mù, anh không biết tiền nào tiền thật là tiền âm phủ à anh? Là anh đi, anh giỏi, anh đi. À, Minh Ngọc đã chia sẻ này, Ngọc Minh đã có quà này, Ngọc Minh có quà này. À, mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ để vào đây nhận một phần quà nhá. À, quà là trị giá 500.000 đồng mọi người nhá. Chứ còn em không tặng tờ tiền 500.000 đồng. Em cũng không có giàu đến nỗi để tặng mọi người 500.000 đồng đâu mọi người nhá. Mọi người đừng nghĩ như thế, còn em không điên. Em điên mà em biết cầm tiền ghi thì em không điên đâu. Chỉ có những cái thằng tay nhanh hơn não ngu thì comment như thế thôi. Còn tiền âm phủ, đến tiền thật tiền giả cũng không biết được phân biệt thì cái thằng ấy nó cũng bị điên rồi. Em không đi đầu đá cho cái bọn đấy làm gì. Mọi người ơi, ai đã chia sẻ mà chưa có quà nào, comment đã chia sẻ cộng quà nào. Đã chia sẻ cộng quà nào. Tạ Kim Hiền này, Kim Hiền em có quà nhá. Kim Hiền có quà nào. Ai chưa có quà sai nhiệt tình thế nào, ai chưa có quà nào, ai chưa có quà đẩy view mạnh đấy mọi người ơi. Tụt view rồi, còn 154 người xem là mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cái livestream này lên ạ. Và nhớ nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhé. Chia sẻ 20 hội nhóm 2 lần lên trang cá nhân, chụp ảnh màn hình rồi chờ rồi inbox về bên em để nhận quà nhé. Nguyễn Kim Cương này, Kim Cương có quà này. Kim Cương ơi, bạn đã được một phần quà nha. Ai chưa có quà comment lên nào. Đức Lợn này, Đức Lợn có quà này. Đức Lợn ơi, chia sẻ nhiệt tình lên nào. Quà duyên chia sẻ sao ạ? Chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp ảnh màn hình inbox cho bên em là có quà nhá. Đã chia sẻ mà không có quà, Nguyễn Hoài An này, trong Nguyễn Hoài An này. Hoài An có quà này. Nguyễn Hải An có quà này, Phương Nguyễn có quà. Mọi người ơi, đừng comment số điện thoại nhé. Đừng ai comment số điện thoại lên đây làm gì. Chụp ảnh màn hình chia sẻ các lần thành công, inbox gửi về bên em là được quà. Em không cần số điện thoại mọi người làm gì cả. Chia sẻ rồi. Hồng Sơn Idol này, cho Hồng Sơn Idol này, Idol một phần quà này. Hồng Sơn Idol một phần quà này. Ninh Kerry này, cho Ninh Kerry một phần quà này. Kenly một phần quà này, Ninh Kenly một phần quà này, Ngọc Mai một phần quà này, Ngọc Mai này, Ngọc Mai một phần quà này. Còn ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà nào. Sướng quá, ok, Nguyễn Kim Cương nhé. Còn ai chưa có quà, ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà lên nào. Ai chưa có quà là comment đã chia sẻ cộng quà vào đây ghi tên để nhận quà nhá.
quà với điều kiện chụp ảnh màn hình chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhá, để mỗi lần em like mọi người sẽ không bị ẩn comment mọi người nhá. Công việc chỉ đơn giản vậy thôi, là được nhận một món quà trị giá 500.000 đồng thì tội gì mà chúng ta không chia sẻ phải không mọi người? Mỗi người dành em 1 phút, mỗi người dành em 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. 174 người đang xem rồi. Chia sẻ đến em 200 người em bắt đầu viết tên tặng quà tiếp nào mọi người ơi. Mỗi người dành em 1 phút, những ai vào sau mỗi người dành em 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình như nào, mỗi người chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp ảnh màn hình các lần chia sẻ thành công này. Chụp ảnh màn hình các lần chia sẻ sẽ thành công vào đây ghi tên là nhận quà nhé. Rồi inbox cho bên em là nhận quà nhé. Còn ai chưa có quà cũng chẳng biết là bao nhiêu tiền đâu. Có nghĩa là trị giá phần quà nó sẽ tặng hết cái chỗ này mọi người nhé. Còn ai chưa có quà nào? Ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà này. Ngân Việt Hà này, Việt Hà có quà nhé, Việt Hà em có quà này. Còn ai chưa có này, ai chưa có chia sẻ 20 nhóm rồi, ok này, mỗi người chia sẻ 20 nhóm giúp em này, 20 nhóm hội trợ lớn, 2 lần lên trang cá nhân, chụp ảnh màn hình và gửi về inbox về bên em để nhận quà này. Xin chào chị Thảo Nguyệt này, chào, nói quà đi. Quà là một phần quà trị giá tương ứng 500.000 đồng mọi người nhá. Cung bé có quà này, cung bé có quà này, cung bé có quà này. Nguyễn Hoài á, em vào inbox với chị rồi mọi người ơi, mọi người cứ inbox cho mình đi rồi mình sẽ dép sau nhé. Bây giờ mình đang live stream làm sao mình dép được phải không? Lê Yến có quà này, Lê Yến có quà này. Nếu không đủ 110 nhóm thì sao, không đủ 100 nhóm thì không được nhận quà, có thế thôi. Nhật My này, Nhật My có quà này, Nhật My có quà nhá. Ô ba dễ thương có quà rồi mà. Trần Thị Linh có quà này, Thị Linh có quà này, Thị Linh có quà này, Minh Tân có quà này, Minh Tân có quà này, Minh Tân có quà này, Tây Dâu nhóm ạ. Minh Chí cho xin tờ, cho Minh Chí một tờ này, Minh Chí Đặng này, Chí Đặng một tờ này. Còn ai chưa có quà, 190 người rồi mọi người ơi, mỗi người đẩy một lượt view lên cho em đi ạ. Mỗi người ai vào sau chia sẻ cho em 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân này. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhé, để mỗi lần live stream của em không bị ẩn comment mọi người nhé. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà ở đây này. Vào đây em chợ, em tặng quà này, em bán gì em bán là em chưa bán gì, em chỉ tặng quà thôi nhé. Ai mà muốn có quà thì vào đây ghi tên tặng quà. 200 người rồi ạ. Ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà nào. Ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà vào đây để ghi tên tặng quà nha. Em chia sẻ rồi nè. Tú Minh em có quà nhé. Tú Minh ơi em có quà nhé. Yêu thương nơi nào em có quà này. Yêu thương nơi nào này. Yêu thương nơi nào em có quà nhé. Yêu thương nơi nào em có quà này. Hoa Xuân này. Hoa Xuân em có quà này. Hoa Xuân em có quà này. Còn ai chưa có quà comment lên ạ. 211 người đang xem ạ. Mỗi người đẩy cho em một view lên đi ạ. Mỗi người đẩy cho em một view lên ạ. Để vào đây comment đã chia sẻ cộng quà. Phạm Thị Vân có quà. Phạm Thị Vân Anh này. Vân Anh có quà. Phạm Thị Vân Anh này. Na Lê có quà này. Na Lê có quà này. Hoàng Bảo Yến có quà này. Bảo Yến có quà này. Mọi người ơi, mỗi người vào sau dành 1 phút chia sẻ cho em này. Chia sẻ 10 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân nhé. Chụp ảnh màn hình chia sẻ thành công này. Inbox với bên em này. Vào đây ghi tên nhận quà này. Nhớ là nhấn chế độ xem trước ở nick Facebook Dung Nhi nhé. Để mỗi lần em chia sẻ mọi người sẽ không bị ẩn comment mọi người nhé. Ai chưa có quà thì vào đây comment đã chia sẻ cộng quà nào. Nào còn ai chưa có quà nào. Ai chưa có quà đã chia sẻ cộng quà nào. Đặng Mây có quà này. Đặng Mây ơi, Đặng Mây có quà rồi này. Hoàng Bảo Yến có rồi mà. Huynh Khang có quà này. Huynh Khang có quà này. Huynh Khang có quà này. Khánh Hoàng có quà này. Khánh Hoàng này. Khánh Hoàng có quà này. Hằng Hợp có quà này. Hằng Hợp có quà này. Mọi người ơi, mỗi người cho em xin một like, một thả tim thả like giúp em đi ạ. Mỗi người dành 1 phút này. Như ở cái máy này nó hết pin hay sao em?
Em nhìn lại cái ấy, cái cắm sạc xem nào, đúng là cái bên cắm sạc ấy, nhưng cắm thì nó tụt pin ấy, vẫn hết pin ấy. Mọi người ơi, ai chia sẻ thì chia sẻ nhanh lên là cái ngón tay của em che mất cái màn hình được. Rồi, sáng rồi đấy. Mọi người ơi, mỗi người những ai vào sau này chia sẻ nhiệt tình cho em này, chia sẻ 20 hội nhóm này 2 lần lên trang cá nhân này, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước này, để mỗi khi em livestream mọi người không bị ẩn comment mọi người nhá. Và vào đây comment đã chia sẻ cộng quà nào, đã chia sẻ cộng quà nào, Tú Nguyễn có quà này, còn ai chưa có quà này, Nguyễn Hồng có quà này, Nguyễn Hồng với bạn có quà này, Tú Minh em chia sẻ thành công rồi, chụp thế nào để gửi cho chị, chụp màn hình chia sẻ thành công 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi mọi người nhá. Gái Hoàng Tâm em có quà này, Loan Dozemon em có quà này, Nguyễn Đức em có quà này, còn ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà này, xin chào Trình Thị Thu này, mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ này, nhớ là mỗi người chia sẻ cho em 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân nhá, và nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi em đang like này. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhá. Xin chào 235 người đang xem này, sắp thành Hoa Vinh thứ hai rồi, chị đông người xem quá, cảm ơn Đức Lợi này. Nhi bảo má khùng cái gì hả bạn ơi, khùng mà biết cầm tiền á, sao bạn ngu thế, bạn không khùng mà bạn có tiền để mà cầm không hả bạn. Ai đã chia sẻ rồi comment lên đã chia sẻ cộng quà nào. Trần Dương Anh, Đức Anh này, Đức Anh có quà nhá, bạn Đức Anh có quà nhá, ai có quà chụp ảnh màn hình inbox về bên em để nhận quà nhá. Trương Nguyễn có quà này, Phương Nguyên có quà này, còn ai chưa có quà thì comment lên nhá, ai chưa có quà comment lên đã chia sẻ cộng quà nào. Mọi người ơi, mỗi người dành 1 phút chia sẻ này, chia sẻ 10 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, nhấn xem trước nick Facebook Dung Nhi nhá, vào đây comment đã chia sẻ cộng quà là sẽ có quà mọi người nhá, em nhận được quà rồi, thank you chị nhé, son dùng thích lắm, cảm ơn Phương Lê này. Bùi Hương Giang này, cho Hương Giang một phần quà này, Hương Giang có quà rồi nhá. Đặng Thị Mận đã chia sẻ cộng quà này, Thị Mận có quà này, còn ai chưa có quà nào, Tuyết Nga có quà này, mọi người ơi, mỗi người chỉ dành 1 phút chia sẻ mà được 1 phần quà 500.000 quá hời rồi không? Ai chưa chia sẻ, ai chưa chụp màn hình, ai chưa ấn theo dõi thì ấn theo dõi luôn ạ. Chụp màn hình luôn nào, chia sẻ luôn nào. Vào đây comment đã chia sẻ cộng quà là có quà thôi ạ. Còn ai chưa có quà comment đã chia sẻ nào. Bin Tào Lao có quà này, Đặng Thi Mận có quà rồi này, Thảo Vi có quà này, còn ai chưa có quà nào, Tâm Hải có quà này, còn ai chưa có quà thì comment lên nào, tụt view rồi mọi người, 206 người xem lại, tụt view rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên nào, chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân nào, nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi nào để không bị ẩn comment nhá mọi người ơi. Ai đã chia sẻ thì nhấn thì comment đã chia sẻ cộng quà để vào đây lấy quà nhá. Thủy Trần em có quà này. Nguyễn Kim Anh có quà này. Còn ai chưa có quà thì comment chưa đã chia sẻ cộng quà này. Đặng Thị Mần cảm ơn ok này. Hà Lê có quà này, chơi thế nào? Luật chơi rất dễ, chị Gia Khánh nhé. Chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp màn hình, chia sẻ thành công, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước này, vào đây ghi tên tặng quà này, mỗi người sẽ được một phần quà trị giá 500.000 đồng mọi người nhé. Mỗi người sẽ được một phần quà trị giá 500.000 đồng, chứ không phải em tặng một tờ tiền 500.000 đồng này, mọi người nhớ rõ giúp em nhé. Mỗi người sẽ được tặng một phần quà trị giá 500.000 đồng này. Và vào đây comment đã chia sẻ cộng quà nhé. Ai mà chưa có quà thì
Comment đã chia sẻ cộng quà vào đây, ghi tên nhận quà nè. Thùy Dương này, cho Thùy Dương một phần quà này. Còn ai chưa có quà nè, còn ai chưa nhấn theo dõi nè, còn ai chưa chia sẻ thì chia sẻ nhanh lên nào, chia sẻ nhanh lên nào, gần hết rồi nhá. Em gần hết rồi nên là mọi người phải nhanh tay nhanh chân lên ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên ạ, nhấn theo dõi đi ạ, rồi inbox chụp màn hình gửi về bên em để lấy quà nhá. Quà có thật nhá, quà thật bạn nhá.